nóng và rất nóng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tại vì nội dung của bài hát thì nói về cái sự chăn trở cô độc của mình trong bóng tối, trong bóng đêm. Nói về cảm xúc để mà Vicky có thể viết được bài hát Một Đêm thì có lẽ đó là một cái cảm xúc mà Vicky đã tích tụ từ rất là lâu rồi. Và cũng như là Vicky khi mà mình nói chuyện, chia sẻ với những người bạn của mình thì Vicky nhận thấy cái cảm xúc đấy hầu như ai cũng có. Bởi vì Vicky là một người sống xa nhà, Vicky sống xa nhà rất là lâu rồi. Và khi mà mình trải qua những lúc mà chỉ có một mình như vậy, nhất là giữa đêm khuya thanh vắng, thì đôi khi mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là cô độc. Và có những lúc mình thực sự cần một bờ vai, một vòng tay của ai đó chỉ để ở bên cạnh mình trong những lúc mà cô đơn như vậy. Con tim cứ như kêu gào, cần một vòng tay ngay lúc này, chỉ để ôm tôi đêm nay đến mai thức dậy. Cần một bờ vai ngay lúc này, dù là ai đúng hay sai, hãy cứ ở lại. Ngay khi bắt đầu mà mình đặt bút viết bài hát này thì Vicky nhận thức rất rõ rằng đây là một chủ đề rất nhạy cảm, và đôi khi nó có thể khiến cho mọi người nghĩ sai đi về cái con đường âm nhạc của mình. Nhưng chính vì nó nhạy cảm như vậy cho nên Vicky mới nghĩ rằng là tại sao mình không biết, không nói về nó để giống như là một cái gì đó mở đường để mọi người chịu quan tâm đến nó và chịu bàn tán về nó và chịu tìm hiểu về nó, để chúng ta có thể, những bạn trẻ chúng ta có thể tránh được những cái sai lầm hay là những cái hậu quả khôn lường về sau. 3, 2, 1, yes. Điều khiến Vicky tâm đắc nhất có lẽ đó là mình đã tìm được một đạo diễn có thể cùng với mình để truyền tải được những cái thông điệp mà mình muốn gửi đến khán giả. Thực sự là hai anh em đã phải ngồi làm việc với nhau rất là kỹ, nhưng mà cũng may là cả hai đều rất là ăn ý, bởi vì mỗi khi mà ai đưa ra một cái ý tưởng gì đó thì bên kia đều cảm thấy là rất là phù hợp với MV. Chính vì vậy cho nên mọi người chắc là nên xem thật là kỹ MV để thấy được hết những cái sự tinh tế mà đạo diễn Vũ Nguyễn đã đưa vào trong MV. Một đêm say mê thôi, một đêm buông lơi, một đêm thôi mới được chạm môi. Một đêm say mê. Một đêm say mê thôi, một đêm buông lơi. Không khí nóng oi mức như vậy mà Vicky lại còn được stylist rất là ưu ái khoác cho mình một cái áo khoác mà không thể nóng hơn. Và chính vì vậy cho nên là cứ mỗi lần mà ngắt cảnh quay một cái là Vicky phải cầm ngay cái quạt và quạt như này để cho cái mặt mình nó đỡ bị chảy mồ hôi nhiều ấy. Và Vicky nghĩ rằng cái phần đấy và cái phần mà đốt cháy cái giường ấy ở cuối MV là hai cái điều mà Vicky cảm thấy khó khăn nhất ở trong MV. Cần một người dù trong bóng tối, cần một người cùng tôi đốt cháy đêm nay. Đi ra thôi.